Trung Trung. Tiểu thư. Trung Trung. Tiểu thư. Tiểu thư à. Tiểu thư. Tiểu thư à. Tiểu thư. Trung Trung. Tiểu thư. Tiểu thư à. Người đâu rồi? Báo truyền thái y. Điện hạ. Điện hạ. Cứu tiểu thư nhà chúng tôi. Điện hạ. Điện hạ. Tiểu thư nhà chúng tôi bệnh nặng lắm rồi. Điện hạ. Người đâu? Cầu xin người cứu lấy tiểu thư nhà chúng tôi. Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ. Cứu lấy tiểu thư nhà chúng tôi với. Điện hạ. Đi coi thử xảy ra chuyện gì. Điện hạ, kêu họ đừng la lối ôm sầm quấy nhiễu điện hạ. Tiểu thư nhà chúng tôi thật sự bệnh rồi. Cầu xin người cứu lấy tiểu thư nhà chúng tôi. Điện hạ nếm thử bánh cho chúng ta khiếp làm đi. Điện hạ. Cứu lấy tiểu thư nhà chúng tôi với. Điện hạ. Cứu lấy tiểu thư nhà chúng tôi với. Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ cứu tiểu thư chúng tôi với. Điện hạ. Tiểu thư nhà chúng tôi thật sự bị bệnh rồi. Cứu lấy tiểu thư với. Điện hạ. Điện hạ. Cứu lấy tiểu thư nhà chúng tôi với. Điện hạ. Điện hạ. Nàng chơi trước đi. Cứu lấy tiểu thư nhà chúng tôi. Bổn vương còn có chuyện. Điện hạ. Thẩm Nhụ Nhân thật sự có nhã hứng. Biết được điện hạ ở đình diện, cố tình thổ cho điện hạ nghe. Tâm tư này của Thẩm Nhụ Nhân không biết do ai dạy đây. Bình Nhi đúng là theo đuổi không kịp. Sao Thẩm Nhụ Nhân không thổi nữa? Nếu điện hạ vẫn còn muốn nghe, vị thiếp sẽ thổi thêm một bản cho điện hạ nghe. Điện hạ còn có chuyện phải làm, không rảnh ở đây nghe cô làm trò đâu. Điện hạ, chúng ta quay về thôi. Có thể là Thẩm Nhụ Nhân ở phiên diện lâu rồi, quá cô đơn. Vậy chúng ta sẽ nghe hết một bản rồi đi cũng được. Điện hạ, không thể. Thẩm Nhụ Nhân cổ lòng dạ khó đoán. Điện hạ, chúng ta nên quay về đi. Nếu bản nhạc này có thể khiến điện hạ nghe vui vẻ, thì điện hạ có thể gặp riêng với thiếp không? Thiếp có lời muốn nói. Thẩm Trân Châu, cô đừng được do đầu tiên. Điện hạ. Điện hạ, người còn có lời gì muốn nói với cô ấy chứ? Thiếp cảm thấy cô ta đang bày mưu gì nữa đó. Nhạc này không nghe cũng được mà. Vậy chi bằng nghe thử bản này của nàng, có thể thuyết phục bổn vương được không? Có muốn gặp riêng với nàng hay không? Điện hạ. Dạ. Trương Đắc Ngọc. Dạ. Bày bàn rượu ra đi. Dạ. Thank you.
Tiểu thư, tiểu thư, Nhũ Nhân, tiểu thư à, tiểu thư, tiểu thư, Trương Trung, tiểu thư, tiểu thư à, tiểu thư, tiểu thư à, tiểu thư, Trương Trung, tiểu thư à, người đâu rồi, báo truyền thái y. Điện hạ, mạch tượng của Thẩm Nhũ Nhân tắc nghẽn, chắc là lo âu quá độ, tâm trạng căng thẳng mà ra. Nhưng mạch của Thẩm Nhũ Nhân có một chút kỳ lạ. Thứ cho tỳ chức y thuật chưa giỏi, không đoán được nguyên nhân. Xin điện hạ hãy thứ tội. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Dạ. Phu nhân các người có phải đã uống thuốc giả bệnh gì đó không hả? Điện hạ, từ lúc tiểu thư bị nhốt ở trong đó vốn đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài rồi, mấy ngày nay phu nhân tới cơm cũng không ăn, vậy lấy đâu ra thuốc để giả bệnh chứ? Nếu như điện hạ không tin thì có thể phái người tới viện tra xét. Trong viện đó không bếp không lò, nô tỳ chờ qua giờ cơm không chờ được cơm tới, muốn cho phu nhân uống chút canh nóng cũng không còn cách nào hết. Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả? Mấy ngày trước phu nhân tự nhiên ngất xỉu, sau đó những ngày sau thời gian tỉnh lại ngày càng ít, nô tỳ khóc lóc xin bọn họ mời đại phu tới khám nhưng không có ai đếm xỉa tới. Nếu như có thể, xin điện hạ mời kiến ninh Dương Phi tới khám cho phu nhân. Ê là phu nhân sắp không được rồi. Trương Đắc Ngọc. Dạ. Đi tới kiến ninh Dương phủ, mời kiến ninh Dương Phi tới. Dạ. Không gì, lúc ngươi ở trong viện tại sao lại bị xích đôi chân vậy? Không phải điện hạ để bọn họ xích nô tỳ lại sao? Bọn họ sợ nô tỳ có võ nghệ trèo tường cho nên mới xích chân nô tỳ lại. Ta sao? Ta kêu người xích ngươi lại hồi nào? Bổn vương chỉ nói không muốn gặp nàng ấy, không hề kêu các ngươi nhốt nàng ấy, ngược đãi họ. Thậm chí nàng ấy bị bệnh cũng không lo không hỏi. Thuộc hạ không biết sao lại như vậy. Gần đây thuộc hạ luôn ở bên ngoài giám sát động tình ở phủ tướng quốc, chuyện trong nội viện tạm thời do Thôi phu nhân quản. Điện hạ. Làm chi? Điện hạ, nàng ấy sao rồi? Không tốt lắm. Bệnh của Trân Châu rất kỳ lạ, muội có một phán đoán nhưng cần phải xác thực lại. Đừng lo, muội đã phái người tới y quán bốc mấy vị thuốc rồi. Lâm Trí, thứ ta mạo phạm, thuốc trước đây cô cho nàng ấy có phải có di chứng không? Điện hạ đã biết chuyện của thuốc đó rồi à? Trân Châu đã nói với người sao? Đúng vậy, trước đây Trân Châu nói muốn ngừng uống thuốc, muội đã từng chẩn mạch cho muội ấy, muội còn tưởng là đơn thuốc của muội có vấn đề, thật ra là không phải. Muội nói gì? Trân Châu muốn ngừng thuốc? Đúng vậy, điện hạ không biết sao? Điện hạ đừng trách, Trân Châu trước giờ cố chấp, những chuyện nghĩ không thông sẽ tránh né, cho nên lúc muội ấy nói muốn ngừng thuốc, muội đã biết muội ấy đã bỏ qua chuyện của quá khứ, muốn thật lòng đáp trả lại cho điện hạ. Giữa điện hạ và Trân Châu có phải có lời chưa nói rõ ràng hay không?
quả nhiên không sai. Trân Châu không phải bị bệnh, mà là trúng một loại độc có tên là phong hương thảo. Phong hương thảo này rất khó tìm được, hầu như không thể phát giác. Đại phu bình thường cũng không thể chẩn đoán ra. Ta cũng chỉ là từng nghe sư phụ nhắc tới. Độc này phải từ từ xâm nhập vô cơ thể muội ấy. Nhưng lúc muội ấy tắm gội, xâm nhập vô da thịt, rồi lại trộn trong đồ ăn đi vô cơ thể. Lúc đó ta còn tưởng Trân Châu chỉ bị suy nhược. Ta thật sự quá sơ ý rồi. Cơm canh ở trong viện trước đây là Giao Nhi đem tới. Trước đây người trong gian cẩn cát phụ trách chuyện tắm gội của phu nhân cũng là Giao Nhi. Hà Linh Y. Điện hạ. Nô thị tên Giao Nhi ở gian cẩn cát, lập tức bắt lại cho ta. Dạ. Lâm Trí, độc này có giải được không? Điện hạ yên tâm, nếu đã biết là loại độc này thì sẽ giải được. Chỉ là chỗ để thuốc giải độc tốt nhất là chỗ có nước nóng. Chỗ Thái Bạch tiên sinh ẩn cư vừa hay có một số nước nóng rất tốt. Trương Đắc Ngọc. Dạ. Kêu Lưu tổng quản chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lập tức xuất phát. Dạ. Nếu như mùi ấy tỉnh lại thì báo cho ta biết. Dạ. Điện hạ, hôm nay đã ói ra ít máu độc, cứ tiếp tục kiên trì 5 ngày sẽ loại bỏ được tàn độc trong người ra. Chỗ của Thái Bạch tiên sinh là một chỗ rất tốt để dưỡng bệnh. Để Trân Châu ở đây mỗi ngày ngâm suối nước nóng trong nửa canh giờ, không tới nửa tháng sức khỏe của muội ấy có thể hoàn toàn hồi phục. À, vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá. Nè, ta có thể vào trong nhìn thứ A đầu đó không? Mời. À, nè, tiểu tử này đừng vào trong đó. Lần trước lúc ta đi gặp nha đầu Trân Châu sức khỏe còn rất tốt, chỉ qua mấy tháng đã bị tiểu tử ngươi hại chỉ còn thoi thóp hơi thở. Lão phu không muốn ở chung mái nhà với ngươi. Nữ tử. Nữ tử. Nữ tử. Sao ngươi lại tới nữ đây? Nữ tử à, nàng làm ta lo quá. Nàng sao rồi? Sao rồi hả? Có vất vả không? Có mệt không? Không sao. Dương huynh, huynh cũng thật là không chào hỏi câu nào thì đã bắt thê tử của đệ tới chốn thâm sơn này. Dương huynh, tẩu tẩu không sao chứ? Ừ. Dương huynh, huynh cũng thật là huynh và tẩu tẩu giận dỗi với nhau, dựa vô cái gì người khác cũng phải lo lắng theo chứ? Huynh không thể học đệ và thê tử của đệ sao? Sống yên ổn hòa thuận với nhau không phải tốt sao? Nào nói có đúng không nương tử? Đừng nói nữa. Điện hạ. Điện hạ, thì nữ tinh Giao Nhi đó trước khi gặp chuyện đã rời khỏi Dương phủ. Cô ấy và cha mẹ của cô ấy bị sát hại ở ngay trong nhà của mình. Được lắm, hay cho kế giết người diệt khẩu. Dám thò tay vào tận phủ quản Bình Dương của ta. Điện hạ nghĩ Giao Nhi không phải là bị người trong phủ sai khiến. Người trong phủ? Thà ngươi cứ nói thẳng là Thôi Thái Bình. Cô ta chỉ là một con rối, nếu sau lưng cô ta không có ai giúp cô ta bày mưu tính kế, dựa vào cô ta sao có thể nghĩ ra thủ đoạn như vậy được? Là Dương Quốc Trung, hắn luôn cảnh cáo ta không được hành động bừa bãi, liền ra tay với người bên cạnh ta. Tóm lại ta cho hắn cơ hội, cũng đã cho Thôi Thái Bình cơ hội, mới khiến Trân Châu bị hại như vậy.
Điện hạ, nay hung thủ đã chết, mất hết bằng chứng, hành động không bằng tỉnh, chi bằng chúng ta cho hắn toại nguyện, giả bộ im lặng một chút để hắn tưởng ta thật sự sợ hắn. Hà Linh Y, Bổn Dương nể tình ngươi ở bên ngoài vẫn còn nhiệm vụ phải làm, nhưng ngươi thân là phó tổng quản trong phủ, đối với những chuyện trong nội viện có phải là hơi lơ là quá rồi không? Nô tỳ biết lỗi. Ta sẽ tiếp tục giữ nguyên trạng thái ban đầu, bất hòa với Thẩm Trân Châu. Người của ngươi nhất định phải luôn ở bên nàng ấy, bảo vệ an toàn cho nàng ấy. Nếu nàng ấy có bất cứ mệnh hệ gì, ta sẽ hỏi tội ngươi. Trân Châu, ta thật không biết nên làm cách nào với nàng nữa đây. Tại sao chúng ta lại ở đây? Suối nước nóng có thể giúp nàng giải độc. Nàng hãy nghỉ ngơi trước đi. Chỗ này của điện hạ tại sao lại có dấu răng? Chẳng qua ngày xưa lúc Bổn Vương còn nhỏ tuổi, đi giang nam du hí, đã cứu một bé gái bị ngã xuống nước. Lúc trị thương cho cô ấy chịu không được đau, nên đã cắn lên cánh tay của ta. Mắt cá chân của tiểu thư bị trật gân, cần phải nắn lại. Tiểu thư nhịn đau được không? Có đau lắm không? Đau một chút thôi. Đừng sợ, ôm lấy ta đi. Không đau, không đau, không đau, không. Đại phu, chân của muội ấy. Công tử yên tâm, bây giờ vị tiểu thư này đã có thể xuống đất đi trở lại rồi. Đa tạ đại phu. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Có sẹo không vậy? Ta không sao. Thiếp ngốc quá. Rõ ràng người đang ở trước mặt, thiếp lại không hề phát hiện ra.